Một phụ nữ Úc và hai cộng sự người Campuchia bị tuyên án 18 tháng tù vì kinh doanh một đường dây đẻ mướn ở Campuchia. Bà Tammy Davy Charles bị kết án hôm 3 tháng 8 tại một tòa án ở thủ đô Phnom Penh cùng với hai công dân Campuchia sau 9 tháng bị giam giữ. Bộ bà này làm môi giới cho các phụ nữ địa phương và các cặp vợ chồng người nước ngoài, chủ yếu là từ Úc, mong muốn có con. Các cặp vợ chồng phải trả bà Davy Charles số tiền đến 50.000 đô la cho dịch vụ này và các bà mẹ đẻ mướn được trả 10.000 đô la. Ngoài ra, bà Davy Charles và hai người Campuchia cũng bị kết tội giả mạo tài liệu. Khu vực Đông Nam Á đã trở thành điểm đến phổ biến cho các cặp vợ chồng nước ngoài mong muốn có con nhờ chi phí thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác. Thái Lan đã cấm nghề đẻ mướn. Kể từ năm ngoái, Campuchia cũng cấm việc này. Làn sóng đẻ mướn đang chuyển sang Lào vì Lào chưa có lệnh cấm hoặc hạn chế việc này.